Hi, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khui hộp sóc ngày mùng 8 Tết nha các bạn. Hôm nay là ngày đầu năm nhập sóc. Đây, vừa mới chạy cái bến xe miền Đông lấy sóc về. Để coi hôm nay chúng ta sẽ nhận được chú sóc gì nha các bạn. Ngày mới về luôn á, là quay clip cho mấy bạn xem luôn. Từ Tết giờ thì cũng bán lai gai hết sóc đất sóc bông luôn rồi. Đấy, một hộp đây sẽ cùng đón các thành viên sóc đầu năm nè, sóc đất đi và một bé đẹp như mang luôn nha. Bé này bé cái nha các bạn, một bé cái. À, chúng ta sẽ đút sữa cho bé nữa. Im con. Tên một bé đực nha. Một bé đực. Chúng ta sẽ có ba sóc đất. Một cái hai đực nha các bạn. Ba bé. Thì chúng ta sẽ đến với sóc bông này. Sắp vòng con bé tuyển đẹp luôn. Đấy. Mới mở mắt. Bụng cam. Wow. Ui, đẹp quá bánh luôn các bạn. Im lắc đi. Cái này nuôi thì bao bám luôn nha. Mới mở mắt luôn nha. Đấy. Ta sẽ bỏ các bé vô. Cho con. Chúng ta còn hai bé bông nhỏ xíu nữa. Bông nhỏ xíu này thì cho mấy bạn nào mà có thời gian rảnh chăm nha. Đây. Tất nhiên là nhỏ xíu này thì giá cực kỳ tốt. Để chăm nó khá là lâu, chưa biết chừng nào mới mở mắt. Đây bạn thấy đó. Bông này là bông còn lâu mới mở mắt nha, một cặp đực cái nữa. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đút sữa. Như sẵn chén sữa rồi. Bên shop thì thường cho uống sữa của chó mèo, sữa bio. Shop có bán luôn, bạn nào mua shop mà muốn mua sữa cứ liên hệ. Đây. Đút từ cái này đi. Đến bông đẹp này. Và ánh sáng ở đây hơi bị ngược thôi. Mình xoay cái camera lại. Bên đợi xíu nhé. Ok, sau khi mình chỉnh lại góc máy quay thì cho các bạn thấy là bé sóc nó rõ hơn nha. Đây, chúng ta sẽ đút sữa cho bé đầu tiên. Bé bông nè. Đó. Im đó kì. Cái này thì lấy hồi mình sẽ giao cho pháp để đặt trước nha. Đấy. Bé rất là thích uống. Đấy, mình sẽ hút cho mỗi bé 3 cây rồi đi heo hàng cho khách nữa. Đây, thấy cưng không nha. Thank you.
cái nước từ từ. Bé sẽ uống hết thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ bé vô hộp luôn, lát nữa đi giao cho khách bé này rồi. Trên đường nhé con ơi. Vừa về là có khách đặt trước rồi. Bạn nào thích cái size này thì cũng phải đặt trước nha. Tại mùa này hơi hiếm, hơi có lúc có sóc, lúc không. Đó. Bé là vô hộp một bé. Bây giờ đến hai bông nhỏ đi. Hai bông cực kỳ nhỏ là phải đuối đây. Nó nhỏ như vậy thì phải chăm kỹ hơn thôi. Chúng ta sẽ thay cho mẹ của bé sóc một ngày đút khoảng 3 lần. Size này thì sẽ rẻ hơn cái bé mà là hồi nãy mới mà mất tập ăn rất là nhiều nha. Đó. Cho các bạn trải nghiệm rất là, nó chỉ tầm gấp đôi sóc đất thôi. Còn cái bé kia thì đến gấp 3, gấp gần 2 lần rưỡi tới 3 lần của sóc đất lận. Size này thì chỉ cần gấp đôi cái chuyện sóc đất là các bạn có rồi. Bỏ công chăm thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn nào mà rảnh đổi với lại thích trải nghiệm nuôi sóc nhỏ thì vậy đó. Cứ đúc. Cái này thì được bảo đảm là giá mềm. Và tất nhiên là muốn bán nhanh rồi, cha nó buộc phải đỡ phải ngồi đút sữa hoài. Anh còn nguyên cái nhà rất là nhiều thú để chăm nha các bạn. Các bạn giải cứu nhanh nhanh dùm anh nó buồn nha mấy bạn ơi. Nãy giờ là chúng ta là sàng gần hết 7 phút rồi đó. Mà là vẫn chỉ mới đút được 1-2 bé rồi đó. Mấy bé sóc nhỏ này nè, mình cứ phải đút từ từ nha. Mình quay rất là kỹ. Các bạn cứ đút từ từ cho bé. Nó liếm rất là dễ thương nha. Đặc biệt là bên shop có bán sữa bột với pha kèm luôn. Nên cái việc mà tránh bị tiêu chảy rất là tốt. Sữa chiên cho dùng cho thú cưng nên nó đỡ lắm nha. Giá cũng mềm nữa, nó không có mắc hơn. Nó pha được nhiều lần rồi nó rẻ hơn là so với sình có sữa khác chứ ạ. Đầu tiên chăm cho hai bé chim mở mắt. Hai bé này hai bé bông nha. Đây. Ta cứ rảnh nha, lúc mấy bé này chắc lúc tầm tuần 10 ngày nữa mới mở mắt nha. Còn nhỏ quá mà. Giá bao mềm luôn cho bạn là thích chơi sóc bông. Đây. Cái này cũng rất là ngoan ngoãn uống sữa nha. Mùa này cũng đang dịch nữa nên mấy bạn mà ít đi đâu thì cứ rước mấy sóc về ngồi chăm. Chăm đến lúc hết dịch là mấy bé lớn luôn. Chắc cứ như thời gian cách ly á, ngồi đút sữa cho sóc. Rất là đơn giản nha. Cái nhỏ từng giọt sữa vô, vậy là bé sẽ uống thôi. Đó. Nên mình sẽ đút tiếp, bây giờ mình sẽ đút qua ba bé sóc đất cho các bạn coi cho dễ nha. Sóc đất nãy giờ nó cũng kêu rồi. Nó kêu là một trong những dấu hiệu của việc đói nha các bạn. Đấy. Thấy chưa? Đó. Uống đi con. Còn lạ đó mấy bạn. Mấy bé này mới về tức thì nên lúc nhiều khi nó còn lạ, nó sẽ chưa uống hay chưa đói lắm. Đấy, chúng ta sẽ mớm cho bé từ từ. Đó. Ok.
chưa đói, xíu nữa mình sẽ đút cho bé một bé đực. Đây một bé cái, cỡ này thì bao thùng luôn nha, thì nó mới về anh chưa đói thôi, thì từ đó là mình đút sữa là mấy bé quen, không cắn, không nhát, không chạy nha các bạn. Đấy, hầu như là mới về chưa đói gì luôn. Cái này các bạn có thể chơi tha hồ, đẹp miên man nha. Size này khá là khó kiếm cho mùa Tết, nhất là đầu năm này. Đấy, anh nói bù là phải nhắn người quen dữ lắm á, lấy về để phục vụ các bạn Tết này đó nha. Gì có uống sữa nè, thường giờ chưa uống đâu, đến tối đút đó là nó uống mầm à, này mới gửi vô mà. Đấy, giờ chúng ta đang có 3 bé đất và còn 2 bé bông chưa mở mắt nha. Còn bông đẹp tập ăn thì đã có chủ, giờ mình đi giao cho khách đây. Các bạn theo dõi shop thì nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Show nha các bạn, có rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Đấy, nhớ subscribe kênh cho shop luôn nha. Cần mua shop liên hệ Facebook hoặc Zalo bên dưới. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Mong rút 2 bé này và đút sữa giải cứu cho nó bù nha các bạn ơi. Bye bye.